Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mấy ngày gần đây, người tiêu dùng Hà Nội cho biết hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt. Nhiều người thắc mắc về cách tính tiền điện theo bậc thang khi gộp 2 tháng mới thanh toán, liệu có làm tiền điện bị đội lên hay không. Trong khi biểu giá điện hiện nay được thiết kế làm 6 bậc, trong đó, bậc 1 có giá thấp nhất, 50 số đầu là 1.806 đồng trên 1 kWh. Bậc 6 có giá cao nhất, 401 số trở lên có giá 3.151 đồng trên 1 kWh. Do vậy, nhiều khách hàng e ngại nếu dùng nhiều thì số bậc nhảy càng tăng, tiền đóng nhiều hơn so với đóng từng tháng. Chị Nguyễn Phương Hà Đông cho biết, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 2 năm 2024 của hộ gia đình chị từ ngày 10 tháng 1 năm 2024 đến 29 tháng 2 năm 2024, tức là 51 ngày, là 820 kWh. Số tiền phải thanh toán là 2.289.065 đồng. Trong khi kỳ thanh toán tháng trước là 31 ngày, từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, số điện tiêu thụ là 504 kWh với số tiền thanh toán là 1.410.376 đồng. Tôi và nhiều khách hàng thấy hóa đơn tiền điện tăng quá cao, với những hộ dùng nhiều thì cách tính bậc thang và cách ghi công tơ với số ngày dài như vậy thì người tiêu dùng có bị thiệt không? Chưa kể tháng 2, gia đình tôi về quê ăn Tết tới 10 ngày, không hề sử dụng điện mà hóa đơn vẫn tăng đều đều. Ngoài ra, nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, tiền điện kỳ này cũng tăng vọt. Trên đồ thị dùng điện, đây là kỳ tôi phải trả nhiều tiền nhất, nhiều hơn cả tháng cao điểm nắng nóng nghỉ hè học sinh ở nhà, bật điều hòa cả ngày. Chị Phương phản ánh. Tương tự, anh Minh Hà Đông cho biết, lượng điện tiêu thụ tháng 2 vọt lên 2.127 kWh, gấp hơn 2 lần tháng trước đó. Tiền điện vì thế cũng tăng tương ứng, lên tới 6,7 triệu đồng. Thông thường, gia đình anh trả khoảng 2,3 đến 2,8 triệu đồng tiền điện, vào dịp hè tháng cao điểm nhất trên 3 triệu đồng. Các thiết bị điện trong nhà không thay đổi, bốn điều hòa, hai bình nóng lạnh và một số thiết bị khác, nhưng lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Tiền điện tháng này hơn cả cao điểm hè dùng điều hòa liên tục hay đợt Covid-19 khi mọi người phải làm việc tại nhà, anh nói Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở Công Thương đã có văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của EVN Hà Nội. Bởi đây là việc làm cần thiết, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn cũng như đảm bảo công bằng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện. Đây là chủ trương chung và tổng công ty đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ, thông tin tuyên truyền cho người dân, ông Nguyễn Đình Thắng nói dù EVN Hà Nội đã lên tiếng, song khách hàng vẫn thấy không thỏa đáng. Chị Thu Nga, Long Biên cho biết, nhà chị ở trung cư, một tháng trung bình từ 200 đến 300 kWh, nếu tính như ngành điện giải thích là đã nâng cách tính bậc 1 từ 50 kWh lên định mức thực tế là 92, bậc 2 là từ 100 kWh lên 184 kWh. Với những hộ gia đình đang dùng và tính theo tháng, bậc 1 là 50 kWh, số ngày tính dài hơn, gần 2 tháng thì phải là 100 kWh, nhưng theo định mức của EVN Hà Nội là 92 kWh. Tương tự các bậc khác cũng vậy. Nếu so sánh số bậc như vậy cho thấy mỗi bậc dư ra 8 số, vậy người tiêu dùng bị thiệt hại 8 kWh ở bậc 1, bậc 2 là 16 kWh. Cùng chung thắc mắc về số tiền điện đóng và các bậc đóng không như thông báo trên hóa đơn, chị Thu Hương Thanh Xuân cho biết, định mức thực tế bậc 1 là 92 kWh nhưng hóa đơn của gia đình chị lại nhảy số từ 89 kWh lên bậc tiếp theo. Hay với hóa đơn của chị Nguyễn Phương bậc 1 là 82 kWh Bậc 2 là 82 kWh và bậc 3, 4, 5 là 165 kWh trong khi định mức cơ bản là 184 kWh. Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng theo thông thường, khách mua hàng càng nhiều thì càng được giảm giá, duy chỉ có ngành điện là khách sử dụng càng nhiều thì càng chịu giá cao, mà giá tính bậc thang nên việc gộp 2 tháng để tính tiền một lần gây lo lắng hay hiểu nhầm là điều khó tránh khỏi. Ông Long nói: Giờ ngành điện bảo rằng dù gộp 2 tháng tính một lần nhưng số tiền phải đóng so với việc đóng 2 lần 2 tháng vẫn không đổi, không tăng, trong khi khách hàng cho rằng số tiền mình thực nộp lại bị đội lên. Kiểu sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, này cần được làm rõ trên cơ sở hóa đơn và tính toán cụ thể. Trong trường hợp phần đông khách hàng phản ánh số tiền điện bị tính sai và cách tính toán, cách giải thích từ phía ngành điện không thỏa đáng thì có thể cần tới sự vào cuộc của thanh tra, như thế mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bức xúc cho rằng cách làm của ngành điện trong trường hợp này là dễ gây ra sự hiểu lầm, lo lắng cho người dân. Anh Huy Thanh Trì nói, nếu trong trường hợp ngành điện có tính tiền theo từng tháng, sao không tách riêng số tiền ra cho dễ hiểu? Ví dụ, số tiền điện tháng 1 là x đồng, có bảng tính chỉ số điện năng tiêu thụ và lũy kế theo bậc, số tiền tháng 2 là y đồng, tổng 2 tháng bằng x cộng y. Như thế cũng không cần rắc rối nâng chỉ số tính bậc thang từ 50 số lên 90 số làm gì cho phức tạp. Anh Huy phân tích, cứ cho là việc tính gộp không gây thiệt hại cho khách hàng thì rõ ràng chính ngành điện đang làm cho vấn đề trở nên dối rắm khó hiểu, gây dư luận không tốt. Chưa kể, nếu tách 2 tháng thì áp lực đóng tiền điện sẽ giảm. Ví dụ như nhà tôi, mỗi tháng 2,5 triệu đồng sẽ bớt áp lực hơn để 2 tháng đóng một lúc 5 triệu đồng. Trong bối cảnh lạm phát hiện nay, điều này rõ ràng gây ức chế cho khách hàng. Trước phản ánh của khách hàng, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội khẳng định không có việc người dân phải trả tiền theo bậc cao nhất do thay đổi ngày ghi chỉ số. Về việc thay đổi thời gian chốt số công tơ điện, ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội cho biết việc làm này nhằm giúp cơ quan quản lý dễ theo dõi, thống nhất số liệu để báo cáo, hạn chế các sai sót. Ngoài ra, còn giúp ngành điện thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng, đủ theo từng tháng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện cũng nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện cũng như thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định kế toán. Ông Dương nói, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ có làm hóa đơn tiền điện cao nhưng quyền lợi của hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô được bảo đảm. Do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc cũng được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số, các tháng tiếp theo đó sẽ quay trở lại bình thường. Theo đó, trước đây các hộ dân ghi chỉ số công tơ từ ngày mùng 3 đến ngày 20 hàng tháng, trong tháng thay đổi, EVN Hà Nội chốt công tơ ngày 29 tháng 2 khiến thời gian sử dụng điện của người dân tăng thêm từ 11 đến 28 ngày. Do số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên kéo dài khoảng 75 ngày nên EVN Hà Nội cũng tăng số kWh để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 là sẽ từ 50 kWh theo quy định, được giãn rộng tới 92 kWh, bậc 3, bậc 4 được giãn rộng từ 100 số lên 184 số. Ông Dương phân tích con số tối đa 92 kWh và 184 kWh mà chúng tôi đưa ra không cố định, Tùy theo số ngày tiêu thụ điện năng thêm của mỗi hộ gia đình sẽ có cách tính toán cụ thể, phù hợp. Nếu số ngày tiêu thụ điện năng thêm ít đi, đồng nghĩa với sản lượng tính trên giá bậc thang sẽ giảm xuống tương ứng, nhỏ hơn 92 kWh đối với bậc 1, bậc 2 và nhỏ hơn 184 kWh đối với bậc 3, bậc 4. Hiện nay, bậc 1 biểu giá điện sinh hoạt mới cho kWh là từ 0 đến 50 là 1.806 đồng trên 1 kWh, biểu giá cũ là 1.728 đồng trên 1 kWh. Bậc 2 cho kWh từ 51 đến 100 là 1.866 đồng kWh, giá cũ là 1.786 đồng trên 1 kWh

Bậc 5 cho kWh từ 301 đến 400 kWh là 3.050 đồng trên 1 kWh, giá cũ là 2.919 đồng trên 1 kWh. Bậc 6 cho kWh từ 401 trở lên là 3.151 đồng trên 1 kWh, giá cũ là 3.015 đồng trên 1 kWh. Lãnh đạo EVN Hà Nội cũng cho biết. Thực tế kế hoạch thay đổi lịch chốt số công tơ điện về ngày cuối tháng tại 21 quận, huyện của EVN Hà Nội đã có từ tháng 10 năm 2023. Việc chưa thực hiện được vào cuối tháng 11 năm 2023 là do biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt tăng trong tháng. Việc tăng thêm thời gian sử dụng điện thời điểm này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, sang đầu năm nay, đơn vị này mới thực hiện thay đổi đồng bộ ở 30 công ty điện lực trên địa bàn, ông Dương nói. Trong khi đó, theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện được EVN triển khai và có lộ trình trong cả giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Đại diện EVN khẳng định, công tác này giúp cho ngành điện ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng đủ theo từng tháng, tuần thủ, đáp ứng đúng theo yêu cầu, quy định nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, thể hiện đầy đủ doanh thu trong năm tài chính phù hợp với chi phí phát sinh trong năm kế toán.